nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Một người Úc gốc Việt nhận tội làm giả giấy tờ tiền lương giúp di dân Việt Nam vay tiền mua nhà. Một người Úc gốc Việt vừa thừa nhận đã cung cấp giấy tờ tiền lương giả cho các ngân hàng để giúp di dân Việt Nam vay tiền mua nhà. Theo đài ABC News, ông Lâm Đức Vũ, 73 tuổi, nhận tội tại tòa án quận vì ít nhất 10 tội danh về việc giải quyết giấy tờ không trung thực từ năm 2016 đến năm 2017. Ông Patrick Lewis, luật sư của ông Vũ, khai trước tòa rằng thân chủ của ông đến Úc tị nạn và sau đó trở thành thẩm phán hòa giải để trả ơn cho đất nước đã cho ông một cuộc sống mới và quyền công dân. Trong buổi hầu tòa hôm thứ Hai ngày 11 tháng 7, bị cáo Vũ cho biết ông giúp thành lập một tổ chức từ thiện mang tên Vietnamese Welfare Service để hỗ trợ những người trong cộng đồng Việt Nam hoàn thành các tờ khai thuế và ghi danh vay vốn ngân hàng cùng các dịch vụ khác. Luật sư Todd cũng nói với tòa rằng ông Vũ hầu như không thu được lợi ích cá nhân gì từ hành vi phạm tội của ông và hiện đang rất hối hận. Vì luật sư khai trước tòa rằng ông Vũ cố ý đưa cho ngân hàng giấy tờ lương giả, nhưng ông không tạo hồ sơ hoặc nộp đơn xin vay tiền cho bản thân ông. Ngân hàng AFG đã chấm dứt thỏa thuận với công ty của ông Vũ, I Do Home Loan, sau khi lo ngại về tính hợp pháp của giấy tờ được cung cấp. Ông Vũ vốn là giáo viên đệ nhị cấp ở Sài Gòn, Việt Nam, sang Úc tị nạn sau khi thủ đô Sài Gòn bị Cộng sản cưỡng chiếm. Vì cố lượm điện thoại, một du khách người Mỹ rơi xuống miệng núi lửa ở Ý. Theo đài ABC News hôm thứ Ba, 12 tháng 7, giới chức Ý thông báo cho biết một du khách Mỹ rơi xuống miệng núi lửa Vesuvius đang hoạt động ở Ý sau khi xâm phạm khu vực cấm để chụp hình selfie. Du khách nam 23 tuổi này rơi hơn 10 feet xuống đống tro trong miệng núi lửa khi đang cố lượm điện thoại, bị rơi hôm thứ Bảy tuần trước, nhưng may mắn được một nhóm hướng dẫn viên du lịch cứu thoát. Giới chức Ý xác nhận anh ta chỉ bị thương nhẹ. Theo phát ngôn viên cảnh sát bảo vệ công viên Forsovius, du khách này bị cáo buộc dùng lối đi bộ bị cấm để lên đỉnh núi Vesuvius cao khoảng 4.200 feet. Anh ta dùng lối đi bộ bị cấm có lẽ do vé đi thăm núi lửa này, giá 2.500 Mỹ Kim một ngày đã bán sạch. Phát ngôn viên cảnh sát nói với đài ABC News rằng anh ta đi sang phía bên kia miệng núi lửa, nơi cấm du khách. Khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy, báo chí địa phương đưa tin cho biết một số hướng dẫn viên du lịch của công viên nhìn thấy vài người ở phần trên miệng núi lửa, nơi cấm du khách tự đi. Nhóm hướng dẫn viên du lịch bắt đầu leo lên đó và kịp thời cứu thoát du khách người Mỹ sau khi nhìn thấy anh ta rơi xuống miệng núi lửa vì cố lượm điện thoại bị rơi. Nhóm hướng dẫn viên du lịch còn sơ cứu vết thương nhẹ trên chân, cánh tay và lưng cho anh ta. Sau khi du khách người Mỹ này được cứu thoát, cảnh sát Ý đến hiện trường bắt giữ anh ta cùng những người kia. Theo báo chí Ý, họ bị truy tố tội danh xâm phạm đất công cộng hoặc đất dùng cho mục đích công cộng. Con gái Úc Bill Gates bị chỉ trích vì tình tứ bên anh bạn trai da đen. Hôm 12 tháng 7, ái nữ nhà Bill Gates đăng tấm ảnh tình cảm bên một chàng trai ẩn danh lên mạng Instagram. Trong ảnh, Phoebe Gates mặc một chiếc váy ren trắng cầu kỳ, đeo túi Chanel màu xanh, cười tươi rạng rỡ. Cô được anh bạn trai da đen vừa ôm eo vừa hôn má. Bức ảnh được chụp trong một chuyến đi chơi ở London, nơi Phoebe đang ở cùng với mẹ, bà Melinda. Vợ cũ của tỷ phú Bill Gates tới thủ đô nước Anh để xem giải Wimbledon tuần trước và bức ảnh do Phoebe chia sẻ xuất hiện vài ngày sau khi cô đối mặt với hàng loạt lời đàm tiếu phân biệt chủng tộc trong bài đăng đầu tiên với bạn trai tin đồn. Bức ảnh bị nhiều tài khoản trên Instagram và Twitter đăng lại, kèm hàng chục bình luận thô thiển. Họ cho rằng bạn trai của Phoebe chỉ đơn giản lợi dụng cô vì tiền. Một người viết giá trị tài sản ròng của nhà cô ấy ước tính là 130 tỷ Mỹ Kim. Tôi nghĩ anh ta không thể nào giàu bằng hoặc giàu hơn được. Một người khác thì bình luận rằng là Phoebe Gates đang yêu một gã da đen. Những cô cậu trẻ tuổi đừng có học theo cô ta. Thêm một người lại nói, bây giờ chúng ta đã hiểu sao Bill Gates lại bảo không cho các con thừa kế rồi. Phoebe 19 tuổi là con gái út của tỷ phú Bill Gates và vợ cũ Melinda. Cô có diện mạo ưa nhìn, là vũ công ballet triển vọng, đang theo học tại Đại học Stanford và mê đọc sách giống bố. Vào tháng 5, con trai của siêu sao bóng rổ da đen LeBron James, Bronny 17 tuổi, từng đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc tương tự sau khi đưa một cô gái da trắng đến dạ hội ở trường. Bronny chia sẻ hình ảnh cả hai đến sự kiện trong một chiếc xe thể thao trị giá 326.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không hài lòng với quyết định chọn một thiếu nữ da trắng đi dạ hội của Bronny. Mạng xã hội khi đó nhanh chóng tràn ngập hàng loạt bình luận khó chịu về cặp thiếu niên này. Chim bồ câu nước Anh bị lạc và bay hàng ngàn km tới Hoa Kỳ. Theo tờ Con đưa tin cho biết, chú chim bồ câu đưa thư 4 tuổi có tên là Bob được thả khỏi quần đảo Chanel ở eo biển nước Anh trong một cuộc huấn luyện bay vào tháng 6. Tuy nhiên, Bob đã không về nhà đúng giờ. 3 tuần sau khi cất cánh, nó được tìm thấy cách đó 4.000 dặm, tương đương là 6.437 km, tại một ngôi nhà ở Alabama, Hoa Kỳ và được đưa đến trại tạm trú động vật Monroe County, Alabama, nơi nó được chăm sóc chuyên nghiệp. Các nhân viên của nơi trú ẩn cho biết mặc dù Bob nhả cân, nhưng kết quả cuộc kiểm tra của các bác sĩ thú y cho thấy chú chim vẫn có sức khỏe tốt. Các nhân viên cố gắng tìm kiếm chủ nhân của Bob thông qua mạng xã hội, sử dụng chiếc vòng chân độc đáo của nó như một manh mối. Họ tìm thấy liên minh Homie ở miền Bắc nước Anh và từ đó dẫn đến chủ sở hữu của nó, ông Alan Todd. Ông Todd đã gặp Bob vài lần qua cuộc gọi video. Ông dự định sẽ đến Alabama để đưa Bob trở lại nước Anh. Ông Todd tin rằng Bob có thể đã quá giang tàu qua Đại Tây Dương để đến Hoa Kỳ. Mình Bob dính đầy dầu nên có lẽ chú chim đã đậu trên một chiếc tàu chở dầu. Ông Todd nói rằng các nhân viên của nơi trú ẩn đã chăm sóc cho Bob rất chu đáo vì chú chim trông ngày càng tốt hơn. Chim bồ câu từ lâu được biết đến với khả năng tìm đường về nhà. Chúng thường sử dụng cảm giác từ trường để bay quãng đường dài, nghĩa là chúng có thể cảm nhận thông tin điều hướng từ trường trái đất. Các ghi chép trước đây cho thấy chim bồ câu đưa thư có thể bay quãng đường lên tới 1.100 dặm, tương đương là 1.770 km. Bộ phim Squid Game lập lịch sử tại Emmy 2022. Series của phim Nam Hàn Squid Game trở thành phim không nói tiếng Anh đầu tiên nhận đề cử drama dài tập xuất sắc trong lịch sử Emmy. Theo Variety, ngày 12 tháng 7, ban tổ chức Emmy công bố danh sách đề cử. Squid Game có mặt tại 14 hạng mục, trong đó có cả giải drama dài tập xuất sắc. Ngoài ra, ekip nhận nhiều đề cử ở các hạng mục diễn xuất cho Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Park Hae-soo hay là Oh Yeong-su. Bộ phim truyền hình này gây chú ý tại mùa giải thưởng ở Hoa Kỳ. Tác phẩm có tên trong các hạng mục lớn ở SAG, Quả cầu vàng và Primetime Emmy. Squid Game cũng thắng giải series đáng xem ở Gotham Award và People's Choice Award, giải series tiếng nước ngoài của Critics Choice Award. Squid Game ra mắt hồi giữa tháng 9 2021, trở thành series thành công nhất lịch sử của Netflix với 111 triệu người xem sau 25 ngày phát sóng. Phim thuộc thể loại chiến đấu sinh tồn xoay quanh Ji-hoon, Lee Jung Jae đóng, một đàn ông trung niên bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm triệu won. Một ngày, chủ nợ bắt được anh và ép ký giấy hiến thận để xóa nợ. Di Hương đồng ý tham gia một trò chơi sinh tử với cơ hội kiếm được 45,6 tỷ won để đổi đời. Giới phê bình đánh giá cao kịch bản phim được lồng ghép nhiều thông điệp về xã hội, tôn giáo và chính trị. Đạo diễn Wang Dong-hun cho biết đang tập trung sản xuất phần 2. Nhà làm phim Nam Hàn chia sẻ rằng nhân vật Di Hương sẽ trở lại, anh ấy sẽ làm một điều gì đó cho thế giới này. Tại Emmy 2022, series Succession của HBO dẫn đầu với 25 đề cử, trong khi đó các phim Ted Lasso và The White Lotus đứng đầu các hạng mục phim dài tập Limited Series với cùng 20 đề cử. Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình tại Hoa Kỳ. Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1 năm 1949 và diễn ra hàng năm từ đó đến nay. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thúy Hằng cảm ơn cho sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Thúy Hằng xin kính chúc cho quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.